tiểu sử đức giám mục Du Sa Nguyễn Tấn Tước, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Kính thưa cộng đoàn, đức cha Du Sa Nguyễn Tấn Tước sinh ngày 22 tháng 9 năm 1958 trong một gia đình công giáo tại giáo xứ Mỹ Hảo, tổng giáo phận Sài Gòn, nay thuộc giáo phận Phú Cường, trên địa bàn phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Khởi đầu con đường tu tập từ năm 1971, khi đó cậu bé Nguyễn Tấn Tước được gia đình gửi vào học tại tiểu chủng viện Thánh Du Sa Phú Cường đến năm 1978 thì tốt nghiệp. Sau 2 năm bị giảng đoàn, năm 1980 cậu tiếp tục theo học chương trình đại chủng viện tại giáo phận Phú Cường cho đến năm 1988 thì hoàn tất. Ngày 4 tháng 4 năm 1991, thầy phó tế Du Sa Nguyễn Tấn Tước được phong chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Phú Cường do đức cha Louis Hà Kim Danh làm chủ sự. Sau khi được phong chức, ngày 8 tháng 5 năm 1991, cha Du Sa Nguyễn Tấn Tước được bổ nhiệm làm linh mục phó giáo xứ Tha La tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngày 15 tháng 7 năm 1995, linh mục chính xứ là cha Joachim Nguyễn Văn Nghị qua đời. Cha Nguyễn Tấn Tước được giám mục giáo phận bổ nhiệm làm linh mục chính xứ Tha La. Ngày 2 tháng 12 năm 1999, ngài được cử đi du học tại Học viện Công giáo Paris, nước Pháp. Sau khi kết thúc khóa học, ngày 11 tháng 7 năm 2006, ngài trở về Việt Nam với văn bằng cử nhân giáo luật và được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm huấn luyện các ứng sinh linh mục, đồng thời phụ trách ơn gọi trong giáo phận. Ngày 14 tháng 3 năm 2011, văn phòng báo chí Tòa Thánh loan tin Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm linh mục Du Sa Nguyễn Tấn Tước, hiện đang là giám đốc trung tâm mục vụ, làm giám mục phó giáo phận Phú Cường. Thánh lễ tấn phong giám mục cho đức cha tân cử được cử hành vào ngày 29 tháng 4 năm 2011. Chủ phong trong thánh lễ tấn phong là đức cha Phêrô Trần Đình Tử, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Phủ phong là đức cha Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, và đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa giáo phận Ba Mê Thuộc. Đức cha tân cử Du Sa Nguyễn Tấn Tước chọn khẩu hiệu giám mục là Ngài phải lớn lên. Đức cha cho rằng khẩu hiệu này nói lên tâm niệm của đời giám mục là tìm cách khiến Chúa Kitô lớn lên tại chính con người mình, trở nên đồng hành đồng dạng với Đức Kitô, và Đức Kitô cũng phải được lớn lên cả nơi những người mà Đức giám mục được gọi mời yêu thương phục vụ. Nói về hình ảnh huy hiệu giám mục của mình, đức cha tân cử cho biết hình ảnh trọng tâm trong huy hiệu là Chúa Kitô với tư thế tượng trưng sự nối kết đất trời và liên kết với những người xung quanh. Các hình người nhỏ là biểu tượng các tín hữu, trong đó có giám mục, với mục đích dắt dìu tín hữu theo bước Chúa Kitô với hy vọng được lớn lên trong chính Chúa. Ngày 30 tháng 6 năm 2012, Tòa Thánh thông báo Đức Giáo Hoàng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Đức cha Phêrô Trần Đình Tử vì lý do tuổi tác. Đức cha phó Du Sa Nguyễn Tấn Tước kế vị chức vụ giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường. Thánh lễ nhậm chức của đức cha Du Sa được cử hành vào ngày 25 tháng 8 năm 2012. Trong phiên họp đại hội lần thứ 15 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội vào đầu tháng 10 năm 2022, trong khuôn khổ đại hội, các giám mục đã bầu đức cha Du Sa Nguyễn Tấn Tước đảm trách vai trò Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục trong nhiệm kỳ từ năm 2022 đến năm 2025. Ngày 25 tháng 2 năm 2024, đức cha Du Sa Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã dâng thánh lễ cầu nguyện và đặt tay bấm nút khởi động hệ thống SIMET. Đây được xem là viên đá đầu tiên xây dựng hệ sinh thái công nghệ và truyền thông công giáo. Hiệp dâng thánh lễ có sự tham dự của cha Phêrô Huỳnh Thế Vân, ban truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Gioan Bautista Trần Ngọc Bảo, phó ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc, quý cha trong ban truyền thông giáo phận Phú Cường, quý cha trong ban đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường, anh chị em ban truyền thông giáo phận Phú Cường cùng nhóm tông đồ IT, cũng như quý tu sĩ và các thành phần khách mời. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí thánh thiêng và sốt sắng. Tất cả đều tràn ngập hy vọng về một tương lai tốt đẹp với nhiều sáng kiến,
hiệp thông trong công tác mục vụ truyền thông và ứng dụng công nghệ trong hoạt động truyền giáo. Bài giảng của đức cha Giuse chính là một sự đánh động đối với những nhà làm truyền thông. Như xưa, các tông đồ được biến đổi khi chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, mỗi người cần phải được biến đổi mỗi ngày nhờ ơn Chúa. Người làm truyền thông phải biến đổi trong lối sống, biến đổi trong công việc, biến đổi trong cung cách phục vụ. Tất cả đều vì vinh danh Thiên Chúa. Nhờ đó, trái đất cũng sẽ được biến đổi và tràn ngập tin mừng. Đó mới chính là mục đích cuối cùng của truyền thông công giáo. Thánh lễ còn là dịp đặc biệt để chính thức tiếp nhận thành viên của nhóm tông đồ IT là đội ngũ nòng cốt của hệ thống CIMET. Với sự chúc lành và khích lệ từ Đức Cha và Quý Cha, nhóm tông đồ IT hứa sẽ nỗ lực hơn nữa bằng những nén bạc Chúa trao để góp phần xây dựng giáo hội và phục vụ mọi người. Cuối thánh lễ, Đức Cha Giuse đã đặt tay click chuột khởi động toàn bộ hệ thống CIMET. Khoảnh khắc đó khiến cho những người tham dự vỡ òa trong hạnh phúc. Vì cuối cùng, sau bao nỗ lực cố gắng, những trái ngọt đầu tiên đã hình thành. Tin chắc rằng CIMET và tông đồ IT còn cả một chặng đường dài phía trước để hy sinh và cống hiến. Nhưng với ơn Chúa và sự đồng lòng của mọi người, CIMET mong đợi sẽ lan tỏa được nhiều giá trị tích cực giúp nhau biến đổi giữa đời, mỗi ngày càng trở nên đồng hành đồng dạng với Đức Kitô. Kính chúc Đức Cha Giuse, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội, cùng với tất cả các cộng sự sẽ hoàn thành tốt công việc mà Chúa và Hội Thánh đã giao phó. Kính thưa Cộng đoàn, như vậy, tính đến năm 2024, Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tròn 64 tuổi với 33 năm linh mục và 13 năm trong sự vụ giám mục. Trên đây là những thông tin khái quát về tiểu sử và hành trình của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước mà chúng con tổng hợp từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Nếu các thông tin trên đây còn có phần thiếu sót, kính mong quý vị vui lòng lượng thứ và bỏ qua. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cảm ơn Đức Cha Khả Kính đã cùng với các đấng tiền nhân góp phần xây dựng Giáo hội Việt Nam, quê hương thân yêu của chúng ta ngày một phát triển tốt đẹp hơn. Xin quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giuse luôn tràn đầy ơn Chúa để Ngài tiếp tục xây dựng giáo phận Phú Cường ngày một phát triển vững mạnh hơn. Chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ chúng con. Xin vui lòng nhấn nút like video và đăng ký kênh để theo dõi các bản tin mới nhất của chúng con.